Còn hãng tin Reuters vừa đưa tin cách đây ít giờ, Nga đã vừa cho ra chiếc máy bay ném bom chiến lược mới tại thành phố Kazan, tây nam nước này, trước sự chứng kiến của Tổng thống Vladimir Putin vào ngày hôm qua, 25 tháng 1. Cụ thể, chiếc Tu-160M là phiên bản nâng cấp của chiếc Tu-160. Đây là loại máy bay cánh cụp cánh xòe lớn nhất, một trong những cỗ máy chiến tranh mạnh nhất trên thế giới. Tu-160M có thể bao phủ một khoảng cách hơn 12.000 km cho một lần tiếp nhiên liệu. Tổng thống Nga Putin đã thăm nhà máy hàng không Kazan và một chuyến bay trình diễn trong chương trình bay thử nghiệm của máy bay chiến lược mới Tu-160M đã được thực hiện trước sự chứng kiến của nhà lãnh đạo này.